chào tất cả các bạn, xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay cũng ngay cái ngày đi chợ của mình đó các bạn. Thứ ba với thứ sáu thì mình đi chợ được một lần ha. Mua được hai trái thơm với lại mấy trái cà chua ha. Với lại mấy củ su su nha các bạn. Với lại ba trái bí á, về mình để mình ăn từ từ nha các bạn. Mình sẽ bỏ vô mình muối trong cát luôn nha các bạn. Mình ăn dần ha, như cái tủ lạnh bây giờ nó hết chỗ chứa nha các bạn. Thì để vô đó mình sẽ ăn được lâu hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ để vô trong cái thùng xốp chứa cát khô nha các bạn. Thì đây mình có chuẩn bị cái thùng cát sẵn rồi các bạn. Cái này là thơm ha. Đó, thì mình bỏ thơm vô như thế này nha các bạn. Đó, như các bạn nhớ là cái cùi này nó quan trọng lắm, các bạn đừng có chặt ha. Chặt ra là nó mau chín, mà nó mau trái thơm nó mau chín hơn nha các bạn. Còn các bạn cứ để nguyên cái cùi vậy ha. Đó, như thế này các bạn ủ cát luôn thì nó sẽ lâu hơn nha các bạn. Đó, mình để vô vậy mình sẽ tủ cát lên ha. Và bí ở đây các bạn, bí cũng vậy ha. Bí ở đây mình cũng để vô như thế này ha. Rồi mình cho cát vô. Thì các bạn xếp làm sao thì các bạn nhớ, dù mình muốn ăn cái cây gì trước, cái trái trước, cái quả trước thì mình lấy cái quả đó trước ha. Đó, mình xếp vô thế như thế này rồi. Thì mình sẽ tủ cát lên ha. Mình sẽ cho cát lên như thế này. Đừng cho nó lòi lên nha các bạn. Khi nào mình ăn thì mình sẽ rửa nó ha. Đó, mình ăn thì mình sẽ đó mình rửa, mình ngâm muối, mình rửa cho nó sạch ha. Thì thế nó sẽ lâu hơn nha các bạn, mà không cần tủ lạnh ha. Em cà chua cũng thế nha các bạn, cà chua đây ha. Đó, cà chua mình cũng để luôn nha các bạn, để lên trên đây ha. Mình để là mình nhớ nha các bạn. Thì khi mình lấy ra mình ăn dần từ từ thì không cần phải tủ lạnh đâu các bạn, để ăn được lâu ha. Đó, cà chua với lại thơm bí lại su su mình sẽ cho cát vô, mình sẽ lết nha các bạn. Củ quả các bạn cũng đơn giản ha. Thì nếu các bạn thấy cách mình chia sẻ hay thì các bạn nhớ bấm like cho các bạn cùng xem ha. Nhớ bấm đăng ký để xem những video món ăn mới và những cách bảo quản củ quả của mình mới nha các bạn. Thì xin chúc tất cả các bạn và chúc tất cả mọi người trong mùa dịch này đều được bình an ha, vạn sự như ý ha, gia đình hạnh phúc nha. Bye bye, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo ha.